Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay mình sẽ cùng các bạn làm món bánh mì nướng chảo nhân thịt. Về nguyên liệu, ở đây mình dùng là 350g bột mì. Và bột mì ở đây mình dùng là bột mì chuyên dụng để làm bánh mì. Chuyên dụng làm bánh mì tức là các bạn coi cái thành phần, hàm lượng protein nó sẽ từ 12-14%, thì nó sẽ chuyên dụng cho bánh mì. Nếu như mà các bạn không tìm được bột mì chuyên dụng để làm bánh mì thì các bạn dùng bột mì đa dụng cũng được nha. Bột mì đa dụng thì hàm lượng protein là nó từ 9,5-11. Nhưng mà nếu như mà lựa được loại có hàm lượng protein cao để làm bánh mì thì nó sẽ ngon hơn. Mình cần có là 10g men khô, men ngọt là bánh mì nha các bạn. 1/4 muỗng cà phê muối, 30g đường, 40g bơ lạc. Bơ lạc thì các bạn nên để ngoài cho nó mềm nha, cho nó bớt lạnh nó sẽ mềm ra mình dễ trộn bột hơn. Trường hợp này các bạn không có bơ lạc thì các bạn có thể là dùng bơ tường an cũng được để thay thế nha. Nhưng mà nếu như đúng là phải làm bơ lạc thì do dịch đó, đôi khi các bạn ở nhà mình có gì thì dùng nấy, thì không có bơ lạc các bạn dùng bơ tường an, thậm chí là không có bơ tường an các bạn vẫn có thể là dùng dầu ăn để thay thế cũng được. Thay thế thì lượng tương đương nha, có thể thay thế bằng 40g bơ tường an hoặc là 40g dầu ăn. Một quả trứng gà, hoặc là nhà có trứng vịt thì dùng trứng vịt đảo nha các bạn. 190g sữa tươi không đường. Nếu như các bạn dùng sữa tươi có đường thì bớt đường này lại một chút. Sữa này các bạn để ở ngoài cho nó bớt lạnh nha, để ở nhiệt độ phòng hoặc là có thể là hâm nóng lại. Các bạn hâm cho nó ấm nhẹ thôi nha, nếu như nóng quá thì mình cho vào nó chết men. Còn nếu như muốn chắc ăn thì các bạn nên để cho sữa nó hết lạnh. Giờ đầu tiên thì mình sẽ đi nhồi bột trước nha các bạn. Phần nhân thì mình sẽ làm sao? Mình sẽ dùng máy trộn nha, không có máy các bạn vẫn có thể nhồi tay được. Đầu tiên thì mình sẽ đi kích hoạt men nha, cho sữa vào, cho đường vào, lấy cho tan đường nha các bạn. Tiếp tục thì mình sẽ cho trứng vào, sau đó mình cho men, khuấy đều lên. Rồi mình sẽ để đây mình ủ khoảng 5-10 phút để cho men nó nổi lên như gạch cua vậy nha các bạn. Đây men nó nổi như thế này nè các bạn, đó như gạch cua vậy đó. Rồi mình sẽ cho bột mì vào nha. Bột mì với muối thì mình sẽ cho chung một lượt nha, muối cho sớm mới được khi chết men á các bạn. Muối. Rồi mình trộn cho đều rồi mình mới cho bơ vào. Mình trộn sơ nó như thế này rồi mình cho bơ vào. Mình chét chét xung quanh vậy nè để cho bơ nó bám đều lên bột. Rồi mình sẽ đi nhồi nha. Máy của mình gồm 7 tốc độ và mình sẽ nhồi ở số 4. Mình nhồi khoảng 10 phút là mình thấy được rồi nha các bạn. Mình đợi là mình ủ nha các bạn. Tùy theo thời tiết thì thời gian ủ nó sẽ khác nhau. Nếu như thời tiết mà nóng tốt thì nó khoảng 45 phút. Còn nếu như trời lạnh thì phải hơn nha các bạn, nó mới nổi. Tiếp theo thì mình sẽ đi làm phần nhân. Ở đây mình có là khoảng 300g thịt heo sai, 2/3 chén cà rốt, 2/3 chén hành tây. Thì mình cũng cắt hạt lựu nhỏ nhỏ các bạn, với khoảng 2 muỗng canh hành tím băm, 1 muỗng canh đầu hành. Mình xắt nhỏ ra. Về phần nhân các bạn thích thịt bò các bạn vẫn có thể là dùng thịt bò để các bạn xay ra, hoặc là có tôm các bạn xay cũng được, hoặc là vừa kết hợp vừa thịt heo vừa tôm cũng được. Phần nhân thì các bạn có thể là tùy chỉnh lại nha. Hoặc là không có hành tây thì có thể là dùng củ sắn cũng được, hay còn gọi là củ đậu á.
Mình cho một ít dầu ăn vào chảo, cho hành tím băm với đầu hành vào, phi cho thơm nha. Giờ nó vàng nè các bạn, cho thịt vào. Để lửa lớn nha, xào cho nó săn nè. Thịt nó hơi tái tái là như thế này là được nè. Cho cà rốt vào. Còn để lửa lớn nha các bạn. Mình sẽ nêm sơ gia vị vào đây. Nửa muỗng cà phê bột ngọt, nửa muỗng canh đường, nửa muỗng cà phê hạt nêm. Mình để lửa lớn trở lại nha. Lúc nêm gia vị thì nên hạ xuống lửa vừa. Cái này do mình sắc cà rốt, hạt lựu á, nó nhỏ nên nó cũng nhanh chín lắm. Sau khoảng vài phút là được rồi đó các bạn. Sau 3 phút thì mình sẽ cho hành tây vào. Hành tây nó nhanh chín nên mình cho sao. Mình xào trong khoảng 1 phút nữa là được. Mình để lửa lớn nha các bạn. Để lửa nhỏ quá nó ra nước á. Mình thấy nó còn hơi thiếu một ít gia vị nha. Mình cho vào đây nửa muỗng cà phê hạt nêm. Vì nêm nếm thì các bạn điều chỉnh lại nha. Nêm cho nó vừa ăn. Nhân đã chín rồi mình sẽ tắt bếp. Và các bạn cho vào đây khoảng một muỗng cà phê tiêu. Nhiều nhiều tiêu chút cho nó thơm nha các bạn. Và phần nhân của mình như vậy đã xong rồi. Và mình phải để cho nó thật là nguội nha. Bột mình đã ủ được 45 phút rồi nè các bạn. Nó nở ra như thế này nè. Rồi giờ mình sẽ nhồi sơ lại nha để cho nó thoát cái hơi ra. Nếu mà bột nó hơi dính thì các bạn dùng dầu ăn mình thoa lên cái miếng này để đừng cho nó dính. Còn nếu như dùng bột khô thì nó sẽ làm cho cái bột nó sẽ dễ bị khô nha. Mình cán nó ra. Nếu như thích mè các bạn có thể là cho mè nha. Mè đen hoặc là mè trắng cũng được. Tùy. Thích nhiều cho nhiều nha. Sau đó mình cán lại cho nó dính mè vô. Và mình lật lại. Các bạn nhớ là cái phần nhân á, là phải để cho nó thật là nguội nha các bạn. Các bạn để ngay quạt á, để cho nó nhanh nguội. Mình cho hết nhân vào. Mình túm nó lại. Nhớ là đừng có kiểu như là để cho cái hơi nó thoát ra các bạn. Mình sẽ dùng một cái chảo nha. Chảo chống dính á. Các bạn nên lựa cái loại chảo chống dính là nó có cái đáy dày một chút. Để khi mình nướng bánh nó sẽ ít bị lửa nó áp quá, đôi khi nó khét á. Mình đè đè nó ra. Nếu như mà các bạn không có chảo dày cái phần đáy á, thì các bạn có thể là dùng cái nồi cũng được. Nếu như mà dùng cái nồi dày á, thì các bạn dùng giấy nến với nước bánh các bạn lót rồi mình hãy để cái này lên. Còn cái chảo chống dính thì mình khỏi cần lót giấy nến. Mình cho lên bếp và mình sẽ để lửa thật là nhỏ nha. Ở đây mình dùng là bếp ga, các bạn có thể là dùng bếp điện cũng được. Và để lửa thật là nhỏ, càng tốt.
Và sau đó mình sẽ đậy nắp lại. Các bạn có lò nướng thì vẫn có thể là dùng lò nướng cũng được. Thì hôm nay thì mình sẽ nướng chảo để cho các bạn không có lò nướng thì có thể làm được. Nếu như dùng lò nướng thì các bạn nướng ở nhiệt độ là khoảng 180 độ C, hai lửa nha. Nướng đến khi nào mà nó vàng ưng ý là được. Rồi mình sẽ đậy nắp lại. Đậy cho kín lại nha các bạn. Mình để lửa rất là nhỏ các bạn. Mình nướng được 20 phút rồi nè các bạn. Các bạn nhớ là trong lúc nướng thì khoảng 10 phút thì các bạn hãy mở ra kiểm tra nha các bạn. Đừng có mở thường xuyên quá, nó bị mất đi cái hơi á. Bây giờ mình sẽ lật trở mặt lại. Các bạn có thể là mình thoa lên mặt một ít dầu ăn nha. Các bạn thoa lên cái nắp á, dầu ăn để cho nó dễ hơn. Vậy thì nó nhanh hơn, nó dễ làm hơn. Vẫn để lửa nhỏ nha các bạn. Đậy nắp lại tiếp tục. Mình nướng thêm được 25 phút rồi đó. Mình sẽ lật trở mặt lại nha. Thì mỗi một mặt khoảng 25 phút là mình thấy nó được rồi đó. Cái mặt nãy thì mình chỉ nướng 20 phút thôi, do đó là mình lật lại mình nướng thêm 5 phút nữa để cho nó vàng nha. Nó vàng ưng ý thì các bạn là được. Lúc này thì mình không cần đậy nắp nữa nha các bạn. Thì nướng chảo bao giờ nó cũng sẽ lâu hơn là các bạn dùng lò nướng. Nếu như lò nướng thì nãy giờ nó đã chín xong rồi. Tại vì lò nướng nó sẽ có hai lửa, lửa trên lửa dưới, thì nướng nó sẽ nhanh hơn. Còn như mình nướng chảo thì chỉ có một lửa ở dưới thôi. Do đó là mình nướng như vậy nó sẽ lâu hơn. Mình sẽ gợi ý thêm cho các bạn là nếu như mà các bạn không thích nhân mặn á, tức là nhân thịt á, thì các bạn có thể là làm món này bánh nhân ngọt. Các bạn dùng các loại mứt để các bạn cho vào để mình nướng chảo cũng được. Nếu như mà làm nhân mứt thì các bạn có thể mình làm từng cái nhỏ rồi mình nướng trên chảo nhỏ nhỏ như thế này rồi mình lật mình trở, thì cái cách nướng nó cũng sẽ y như vậy thôi. Đây nhân mứt nè, rồi bơ đậu phộng, mình dùng bơ đậu phộng cũng được. Cái này các bạn tìm mua siêu thị bán rất là nhiều. Mứt thơm rồi nho, dâu rất là nhiều loại. Mặt dưới nó vàng ưng ý rồi mình sẽ tắt bếp nha. Cái bánh này khi mà vừa mới nướng thì cái mặt ngoài nó sẽ hơi giòn, nhưng mà các bạn để một hồi nó nguội thì bánh nó mềm mà nó ngon lắm, chứ nó không có phải là giòn hết nha, nên nó mềm, nó vẫn có cái độ mềm của nó nè các bạn. Rồi mình sẽ lấy ra nha, nó vàng ưng ý rồi. Mình sẽ cắt ra cho các bạn xem nha. Bánh mình vừa mới lấy ra luôn nên nó còn nóng lắm. Thơm lắm các bạn, cực kỳ thơm luôn á. Bánh nè, xốp rất là ngon. Cái này do mình làm muốn nhanh gọn á, nên mình làm một lần nguyên cái to luôn. Do đó là cắt ra đôi khi nó sẽ bị rớt ra. Còn các bạn làm mấy cái nhỏ nhỏ thì nó dễ hơn rồi. Nó hơi bị rớt nhân ra. Giống như bánh pizza vậy hay các bạn, cũng cắt miếng miếng vậy nè. Bây giờ mình sẽ ăn thử nha. Nếu như nhà các bạn mà không có sữa tươi á, thì các bạn dùng nước lọc cũng được. Nhưng mà có sữa tươi thì chắc chắn cái bánh nó sẽ thơm, nó ngon hơn. Mình sẽ ăn thử nha, mình mời các bạn. Bánh mềm xốp rất là ngon, nhưng vừa ăn nữa các bạn. Bánh này làm rất là dễ, mềm nè. Mình xin chúc các bạn sẽ làm thành công với món bánh này nha. Nếu thích video các bạn nhớ like, chia sẻ, nhấn nút đăng ký để ủng hộ kênh. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.